có tác phẩm Mai Chiến Thủy nha bạn, nuôi dê đen lá lớn nha. Phơm này cũng phơm lớn á, phơm này nó cao 1 mét, phơm này nó cao 1 mét 3 nha bạn, thì nó cao 1 mét 3 nha bạn, tại ngang khoảng 1 mét 2. Cái này cái phơm cũng lớn, già cây lắm, già nguyên một cái bệ. Chút mình đứng vô cho bạn coi cho biết đồ lớn nhỏ đó. Cái này người ta làm cũng kỹ lắm nha bạn, cái này nội vô kẽm không cả ngày á, nhưng mà một thợ vô kẽm cái cây này cả ngày ngày hơn á. Tàn nó chi chít trong này nguyên một cái bệ nè, nguyên một cái bệ rễ. Hồi xưa ta trồng trong cái chậu chủ nhật mà nó ăn hết cái chậu chủ nhật, người ta bỏ qua cái chậu hột xoài. Chậu hột xoài này chiều dài là 1 mét 2, chiều ngang là khoảng 8 bắc. Nuôi dê đen nha bạn, cái này nuôi dê đen nuôi lắm. Để mình đứng vô cho mình các bạn thấy cái độ lớn của nó. Nuôi dê đen nha các bạn, cái này mình giao lưu tại nhà, như gần gần thì mình giao xe tải nha các bạn, giao xe tải tính phí riêng nha các bạn, cái này mình báo giá tại nhà nha các bạn. Cái này là người ta làm cũng kỹ lưỡng, mình gỡ kẽm chưa hết nữa, mới gỡ kẽm đường phần, một số nó phía kẽm mình gỡ kẽm bóng kẽm chưa gỡ hết các bạn, mình gỡ hết mũi mà chưa hết kẽm. Cái này nếu vô kẽm hơn cả ngày ngày rưỡi á, chi chít luôn đó. Có một cây có một cây mẹ xung quanh những cây con, một cái rừng Mai Chiến Thủy nha bạn, nuôi dê đen lá lớn, già cây, cái này già cây cũng đẹp lắm, cái tàn ta làm chi chít luôn này, cái này nó uống chi chít trong đây luôn đó. Giờ mình tháo kẽm ra rồi mình tỉa tỉa bánh rồi chơi thôi, gì nhỏ nhỏ tần tần rồi chơi thôi. Cái này nhìn nó cũng hay hay, như một cái rừng có một cái cây chủ lớn nha. Nuôi dê đen nha bạn, nuôi đen nó lớn, phơm này cũng lớn. Cái này mình giao xe tải nha bạn, cái chậu này là khoảng 4 người khiêng nha bạn, cái chậu này là đang trồng là khoảng 4 người khiêng nè, chậu này khoảng 4 người khiêng á, phải 3 người phải khỏe mới khiêng nổi, còn mấy 4 người nhẹ nhẹ thì 4 người khiêng, tại cái chậu không nó cũng nặng, cái chậu bằng xi măng nó cũng nặng, chứ cái cây thì khoảng 2 người khiêng à. Cây niêm vũ rất là khoảng 2 người khiêng. Và đèn lá lớn nha bạn, thành phẩm.